Cả nhà biết không, hôm nay Mai rất là vui, Mai làm một cái sinh nhật cho 20 người. Thì đầu tiên thì Mai chỉ nghĩ là Mai quay cái bữa tối Mai làm những món gì, mà Mai chỉ quay đồ ăn thôi. Nhưng đến khi mà khách ăn xong đó, ăn xong món chính ấy, thì Mai mới ra Mai hỏi là ông bà cảm thấy món này thế nào. Họ cùng đứng lên múa rồi vỗ tay cực kỳ vui. Có nghĩa là tất cả mọi người cùng hát, cùng vỗ tay, cùng nhảy. Mai quên cái từ bên đây rồi, nhưng mà Mai rất là vui, rất là vui. Từ đó trở đi thì Mai ra Mai nói chuyện với họ, vì là họ ăn format với cả nhà có nhiều thời gian hơn, vì món chính ăn xong rồi Mai nói chuyện hết với họ rất là vui. Khi mà Mai nói chuyện Mai làm ở cái lâu đài đó, thì con trai của cái ông chủ của tiệc hôm nay đã làm việc ở Paris, và cũng biết cái ông chủ ở tiệc lâu đài đấy, tại vì con trai cũng làm việc rượu với cả nhà. Thế là sau đó là cậu bảo là bạn có thoải mái, bạn có thể quay thoải mái. Thì Mai bảo là thôi cho Mai xin phép từng người một nếu họ đồng ý. Thế là cậu đi câu hỏi từng người một, Mai ra Mai quay mà cực kỳ vui. Ok, bây giờ thì Mai sẽ bê bánh ra xem phản ứng của họ thế nào, như có thoải mái, có vui vẻ như là lúc mà Mai ra Mai hỏi họ có ăn ngon hay không nhé. Họ gọi là cực kỳ vui cả nhà. Ok, bây giờ sẽ xem người Pháp họ thân thiện và gần gũi thế nào nhé. Cả nhà thấy vui không? Mai ra Mai chào mọi người, cùng hát rồi cùng múa, cùng chúc mừng Mai. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Mai sẽ chia sẻ tới cô chú anh chị và các bạn một bữa tiệc sinh nhật 60 tuổi. Để cho cô chú anh chị và các bạn hiểu thêm về văn hóa và con người của Pháp, họ thoải mái và thân thiện thế nào. Trong cái bữa tiệc hôm nay ấy, thì Mai chỉ có biết cái người chủ bữa tiệc thôi, còn ngoài ra khách mời là Mai không biết một ai cả. Thì ngày hôm nay Mai không nghĩ là Mai sẽ quay họ, vì nếu đến nhà họ đó mình sẽ biết họ thân thiện thế nào. Nhưng mà khi mà họ tới là khách ăn đó, thì Mai cũng không có muốn là làm mất cái sự riêng tư của họ. Mai chỉ có quay trong bếp của Mai thôi. Và khi Mai ra Mai chào hỏi họ món ăn như nào đó, họ đứng lên, họ múa, họ vỗ tay. Thật sự Mai rất là bất ngờ và rất là vui. Không những một người mà những 20 người cơ. Nhưng mà lúc đó thì vì họ đang cổ vũ mình ấy, thì mình không thể bỏ vào, mình lấy máy quay được, và cũng chưa có xin phép họ đó. Thì Mai lỡ cái đoạn đó. Vì vậy mà Mai mới có cái video này Mai quay lại để cho cô chú anh chị và các bạn xem họ thân thiện và thoải mái thế nào. Thì sếp nói là bây giờ đó sẽ vào mang bánh ra. Thì khi mà bánh ra đó thì mọi người tắt điện lên nhé. Cả nhà thấy không? Mai rất là thoải mái, tự nhiên. Mai vỗ tay là mọi người cùng cổ vũ theo. Đó, cậu áo trắng này là con trai của người chủ bữa tiệc hôm nay đó. Cậu rất là thoải mái và cậu cũng am hiểu về rượu. Đó, Mai vừa bê bánh ra một cái là cậu tắt điện ngay. Mà Mai thì Mai rất là thoải mái, vì nhờ cái lúc mà Mai ra Mai chào á, họ quá thoải mái rồi, thì từ đó trở đi Mai không còn giữ khoảng cách nữa, và Mai rất là thoải mái. Mà Mai, cả nhà thấy Mai thoải mái không? Mai đùa đó, Mai để cái bánh lên đầu mà ai cũng sợ họ lín thở đó. Tại vì nếu mà sinh nhật mà làm rơi cái bánh thì cả nhà tưởng tượng đi, sẽ là mất vui. Cậu con trai của chủ bữa tiệc ấy thì là chịu trách nhiệm biên DJ. Cậu ấy chọn nhạc, chọn bài hát. Còn cái anh áo đen đang đứng này ấy, là con trai của ông chủ bữa tiệc. Ông ấy có 2 người con, bạn bộ trắng và bạn bộ đen. Bạn bộ đen thì bạn ấy có bạn gái rồi. Cả nhà thấy không? Mai rất là thoải mái, Mai vui, Mai nhảy. Mà đây ấy, là không phải là Mai quay đâu nhá. Đây là Mai bỏ máy quay đó. Nhưng mà trong đây có người, có một bạn mà cầm cái máy quay lên, bạn quay thấy Mai đang nhảy đó. Rất là thoải mái. Rất nhiều người cầm điện thoại quay Mai nữa cơ. Sếp thì đứng vỗ tay, vợ sếp đứng đằng sau. Chút nữa đó thì Mai và vợ sếp còn nhảy phải đến mấy phút nữa cơ. rất là vui thoải mái. Ai cũng hò reo rồi lâng ly rượu để chúc mừng á. Đó, anh bác chủ bữa tiệc ba cái dơ ly rượu lên chúc mừng. Đặc biệt đó thì người Pháp họ rất là thân thiện. Qua góc nhìn của Mai thì cô chú anh chị và các bạn có thể hiểu thêm về người Pháp họ thoải mái và thân thiện thế nào. Đó, khi mà mở nhạc lên đó thì ai cũng nhảy luôn, họ không còn có khoảng cách nữa, họ vui hết mình. Cậu con trai mở cái bài hát mà sang đến sardin, là có nghĩa là ngửi cái mùi cá đó, cá sardin đó, như kiểu Việt Nam mình gọi là cá khô, cá ngày xưa mà hay làm cá khô đó, đó. Nó cá sardin đây nó hơi đó. Thì cái bài hát đó nó có ý nghĩa rằng là ở trong một cái không gian quá chật hẹp á, thì mình chật chội vào rồi bắt đầu mình mới hơi cái mùi cá đó. Cái bài hát rất là hay. Mà trong khi đó thì ở trong cái bữa tiệc hôm nay thì cái không gian cũng rất là nhỏ thật, rất là chật nhưng mà rất là ấm cúng, ai cũng vui vẻ. Cái không khí đó không phải là rộng hay là sang, mà cái quan trọng nhất ấy là cái sự vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. Nó mới tạo lên một cái sinh nhật rất ấm cúng. Đấy, bây giờ thì Mai với vợ sếp đang nhảy, nhưng mà vì có người họ đứng á, thì mất che đi, không có nhìn được Mai với vợ sếp đang nhảy đó, cả nhà có thể nhìn đó. Rất là vui và rất là thoải mái. Sếp thì vẫn làm việc bình thường. Bây giờ thì sếp đi giống như là làm cà phê cho mọi người, vì bữa chính đã xong rồi và tráng miệng cũng xong rồi, nhưng mà họ vẫn ở lại sau 2 tiếng nữa. Vì sau bữa chính ấy, ăn fromage, ăn tráng miệng, sau đó họ uống cà phê, và cuối cùng thì họ lại uống rượu mạnh ấy, digestif ấy. Đó là cái mà bữa tiệc của người Pháp là như vậy đó. Thì cái video hôm nay thì Mai cũng muốn chia sẻ để cả nhà hiểu thêm về cái bữa tiệc của Pháp như thế nào. Tiệc đúng đã 5 món, sau đó vào món khai vị. Giữa khai vị món chính họ làm khuya, có nghĩa là một đoạn ngắt nghỉ ấy. Sau đó mới ăn món chính. Ăn xong món chính thì cũng có thể người đứng dậy nhảy, người ra hát. Sau đó họ ăn fromage. Ăn xong fromage cũng đợi một lúc, hát nhảy xong lúc đó đó mình mới cầm tráng miệng cho họ, thì trong đó là bánh này, tráng miệng đó. Đó, Mai thì muốn dừng rồi mà nhạc không có dừng thôi, Mai cứ đứng, Mai nhảy, Mai múa mãi mà Mai rất là thoải mái. Bây giờ thì thấy giống sinh nhật của Mai quá, đấy là Mai nói đùa thôi, nhưng mà vừa nãy đó mà cô chú anh chị và các bạn mà biết được cái đoạn mà khi mà Mai ra Mai chào đó họ vui thế nào đó, thì Mai rất là bất ngờ thật sự ấy, thật sự là mình rất là bất ngờ. Họ đồng bộ đứng lên, tất cả mọi người cùng đứng lên, vỗ tay, hò reo. Bên đây người ta gọi là cái gì nhỉ? Cái từ mà Mai không biết cái gì, bước đi nhung gì, có nghĩa là hát vui mừng để có nghĩa là thể hiện là mình rất là vui đó. Anh ấy còn quay cả cho mình nữa, mà mình đâu có mượn tay quay, tại vì mình để cái máy ở đấy thôi thì có thể quay được toàn cảnh ấy. Nhưng mà khi mà mọi người đứng trước cái máy quay mà không nhìn được ấy, là cậu ấy ra, cậu ấy cầm máy quay nên cậu ấy quay mình luôn đó, rất là thoải mái. Mà cả nhà thấy không, giữa khách và chủ nó không có một cái gì là khoảng cách cả, ngay như Mai anh thế thôi. Mai không uống rượu ấy, sếp cầm sâm banh ra để chúc mừng á. Bây giờ nhá, khi mà cái bữa tiệc, khi mà ăn canto đấy thì bao giờ họ không uống sâm banh đó, để thể hiện vui mừng á. Đây là con trai của ông chủ bữa tiệc và bạn nhảy tặng. Đấy, rất là vui. Họ không có để ý là ồ cô đấy nhảy không có đẹp hay anh ấy nhảy không có đẹp, mà cũng đứng lên thể hiện. Lúc này thì họ không có đánh giá như vậy. Và cái quan trọng nhất ấy là họ muốn thoải mái nhất. Bạn có muốn hát tặng chủ nhân không? Bạn có muốn nhảy tặng chủ nhân buổi bữa tiệc hay không? đó là họ ghi nhận cái món quà của mình tặng. Giống như người nấu ăn vậy đó. Bạn nấu không ngon, đây là nấu không ngon, đây là nói là với gia đình nhé, chứ không phải nấu bán. Mình mà nấu cho khách mà không ngon thì tất nhiên là khách không tới rồi. Thì ý mình muốn nói là khi mà một người vợ hay là một người mẹ của mình hay là con của mình nấu cho mình bữa ăn ấy, dù không ngon lắm nhưng mình cũng cảm ơn để ghi nhận cái công của họ. Ghi nhận cái công của họ vì họ đã quan tâm đến mình, họ đã nấu cho mình. Thì ở đây cũng vậy đó, họ nhảy đẹp hay nhảy không đẹp có nghĩa là cái đấy người ta không có đánh giá, mà đánh giá có nghĩa là cái tấm lòng của bạn, cái tấm lòng của bạn và cái sự nhiệt tình của bạn. Bạn tạo nên một cái bữa tiệc, hòa mình vào cái bữa tiệc đó, để cho cái bữa tiệc nó có không khí vui hơn. Đó mới là một cái sự ấm cúng, một cái sự ghi nhận, chứ không phải là bạn nhảy đẹp thì bạn đã đứng lên trình diễn rồi. Nó khác với người nhảy không đẹp mà vẫn muốn đứng lên nhảy để tạo không khí vui, thì đó mới là ghi nhận cái sự cố gắng. Mai không biết nhé, nhưng mà ở Pháp Mai đến bất cứ một bữa tiệc sinh nhật ai hoặc một cái gì đó mang tính chất vui đó, đông người thì bao giờ họ cũng mở một cái bàn nhảy như này để tất cả mọi người đều nhảy, đều đứng lên nhảy. Tại vì đây không phải nhảy đôi đó mà nhảy đơn đó, nên cái điệu nhảy rất là đơn giản, ai cũng có thể nhảy được đó. Mai cũng ra tham gia nhiệt tình. Trong khi đó thì sếp phải đi phục vụ cà phê. Không bao giờ mà soi xét là ô cô này làm không có tốt mà chỉ có nhảy với nhót đâu. Cái quan trọng nhất ấy là mình làm việc chất lượng như nào ạ. Phải công nhận cả nhà sẽ rất bất ngờ. Hôm qua là 3 giờ Mai xin phép Mai về đó, chứ còn họ vẫn còn ở lại. Những người lớn tuổi thì họ về sớm, còn đội trẻ này đấy họ vẫn ở lại uống cái Digestif thì nó dễ say lắm vì nó nặng hơn đó, rượu mạnh á. Rồi các mọi người ở lại ấy, đến thêm những 2 tiếng sau nữa mà gọi là vui hết lức luôn ạ. Chút nữa thì cả nhà sẽ được ngắm những hot girl nhảy, hát, thể hiện rất là đẹp. Có nghĩa là cái sự tự nhiên của họ. Đó là Mai chia sẻ lại hết để cô chú anh chị và các bạn có một góc nhìn để hiểu thêm về một cái bữa tiệc sinh nhật ở Pháp như thế nào. Tất nhiên là có rất nhiều phong cách khác nhau, nhưng cái văn hóa tạo nên một cái bữa tiệc vui thì hầu như giống nhau. Ví dụ như là người khá giả thì họ sẽ làm cái tiệc sang trọng hơn, còn người bình thường thì họ sẽ làm cái tiệc ấm cúng hơn. Hay là một người khác thì họ thích cái thiên nhiên, tổ chức ngoài trời. Nhưng cái đấy là cái cách thích của chủ nhân thôi. Nhưng cái chính ấy, là cái văn hóa của họ đấy, luôn thân thiện, hòa đồng và hết mình trong những cái bữa tiệc. Đó, cả nhà thấy không? 4 hot girl nó rất là dễ thương và rất là tự nhiên. Đây là còn có mấy cô về rồi nhé, tại vì là nhiều người lớn họ cũng đã bắt đầu say á, thì những người không uống hoặc uống ít á, chở họ về đó. Còn là 4 cô này thì vẫn ở lại, tại vì 2 con của chủ nhân và ông chủ nhân bữa tiệc vẫn còn ở lại đó. Họ rất là thoải mái vô tư, đâu có phải là họ hát hay đâu, mà công nhận hát hay thật. Nhưng ý mày nói là nếu mà hát thật hay đã thành ca sĩ, nhưng mà dù họ không phải là ca sĩ thì họ vẫn hát bằng chính cái đam mê yêu thích của họ. Nhìn như cô làng nhảy hát rất là tự nhiên, rất là thoải mái, không có một cái sự, không có một khoảng cách, không có một sự ngại ngùng. Mai rất thích cái phong thái của họ, rất đẹp, sang trọng, gợi cảm nhưng mà không có thô thiển đó, không có Đây là Digestif ấy, thì Digestif sẽ bỏ ra những 3 chai. Thì đó, đây là con trai, hai con trai của sếp này, con trai trưởng là con trai thứ hai này, và một người bạn thân cũng đến từ xa đấy. Ok, cái chính video hôm nay thì Mai chỉ muốn chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn hiểu thêm một chút về văn hóa và con người của Pháp. Cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai chia sẻ thì hãy cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.